Trả lại anh có phố huy hoàng, chỉ mình tôi với giấc mơ tàn và bao đêm chờ xa. Đành thôi anh rất chia tay nhau, đành gom góp hết kỷ niệm một đời, làm hành trang ta mang đi theo về nơi du cát một vùng biển trời. Chiều mưa êm xóa dấu chân mềm, dường như ta vẫn mãi đi tìm phố vẫn xưa mà em mất anh. Ta vẫn biết tình nào không đuổi tiếng, hát cho nhau lời cuối khúc tình ca. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trong cái group coi một cái video clip của trung tâm Thúy Nga ở bên Mỹ các bạn. Cái video clip là nó là một cái đêm gala, nó có cái tên cái kênh này mới đăng ngày video mới đăng cách đây khoảng 3 ngày các bạn, gửi tình thương về Sài Gòn. Thì đây là một cái video clip mà của trung tâm Thúy Nga họ làm, họ quyên góp bạc tiền để gửi về hỗ trợ Sài Gòn các bạn trong cái mùa dịch đó. Thì tình cờ mình đang nghe một cái bài khá là hay của ca sĩ Lưu Bích. Cái bài đó mang tên là Phố Vẫn Xưa, cái bài mình vừa mở cho các bạn nghe đó. Thì nói chung cái ca sĩ hải ngoại thì hát cái tiếng rất là hay rồi. Cái tiếng hát phải nói là cực kỳ hay các bạn, rất là lực. Và nó không có ảo, nó không có ảo diệu nha. Thì khi nghe nói chung mình cảm thấy khá là hay. Mình đang nghe trên một cái cặp Cuba Radio Serie 3 này. Có một cái sub AM500 nữa nhưng mà để dưới mình không quay. Thì nghe bằng cái bộ cấu hình này các bạn. Thì nói chung về các giọng bô đó, thì cái phần họ chú trọng nhiều nhất là họ chú trọng về cái phần chất tiếng của người hát các bạn. Cái đó là trong quá trình mình bán nhiều giọng loa mình nghe thì bô nó luôn luôn là nó chú trọng về cái phần tiếng hát. Tại khi trên một cái sân khấu các bạn thì trình diễn thì ca sĩ phải là người quan trọng nhất các bạn, nghe lời nói là phải là tâm điểm. Thì họ là họ thiết kế những sản phẩm, họ chú trọng vô cái tiếng của ca sĩ. Đó là theo mình cảm nhận. Với những cái dòng loa ví dụ như JBL đi, loa tai JBL, những cái dòng Control 1, Control 3, thì mình có một cái clip mình so sánh cái dãy tần số của cái dòng JBL Control 1 đó với một cái cặp Bose 101mm. Thì rất là nhiều anh em vô comment đó là vẫn thích JBL hơn. Thì dĩ nhiên các bạn, JBL nghe nhạc vô cà phê phải nói là tiếng bass chép đánh cực hay, rất nghiện. Nhưng mà nếu mà xét về tiếng mic, xét về cái tiếng hát mà của cái người trình diễn á, của người ca sĩ á, thì theo cá nhân mình thì thằng Bose nó vẫn nổi trội hơn. Tại vì nó tập trung vô cái người nhân vật chính là ca sĩ. Đó các bạn, thì đó là lý do tại sao mà những cái giọng Bose á, thường nó không có đánh bass chép quá căng quá nhuyễn đâu. Thì nhưng mà nó luôn luôn chú trọng vô tiếng mic. Thì đó là lý do tại sao mà những cái dòng loa tai của Bose được ứng dụng để hỗ trợ tiếng mic cho karaoke rất là phổ biến hơn tất cả những cái dòng loa nào khác trên thị trường mà mình thấy nha các bạn.
đó, những cái cặp lo của Cube này thật chất nó nhỏ, nhưng mà phải nói là khi mà kẹp nó với một cái cặp loa khoảng 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc, à, mình ghép đúng cánh các bạn, thì cái tiếng mic của nó lồng lộng luôn các bạn. Tiếng mic của nó rất là hay các bạn, nó hay và nó trong trẻo các bạn. Đó, nói chung là alo một cái rất là nhẹ luôn. Đó, thì mấy nay hơi bận biểu tí xíu các bạn, có thời gian thì mình sẽ làm nhiều video clip về cái dòng Cube Series 3 này. Thì thực chất bây giờ ở trên thị trường thì dòng Cube Series 3 này là dòng nhiều nhất nha các bạn. Những cái dòng Series 2 vân vân, những cái dòng Series 4, Series 5 á, thì nó hơi hết hàng. Dòng Series 3 hiện tại, thời điểm hiện tại á, là nhiều hàng nhất các bạn, tính đến năm 2020, 2021 nha các bạn. Và giá dòng này phải nói là thật sự là mỗi ngày nó mỗi tăng các bạn. Mình được biết lúc trước á, ví dụ bên thị trường Mỹ các bạn, mua một cặp chỉ có khoảng 1 triệu mấy thôi. Nhưng mà bây giờ á, cái giá nhập bên đó là đã mấp mé trên dưới 2 triệu các bạn. Cái đó cả giá nhập bên kia đó các bạn. Đó, chưa kể là tiền phí vận chuyển, rồi tiền lời, tiền này, tiền kia, tùm lum tùm la nha các bạn. Cho do lý do là cái gì các bạn cứ nghĩ ha, cái gì mà nó người ta chuộng thì nó tăng giá thôi. Giống như hồi xưa mấy cái này, mấy thằng Mỹ nó không xài, nó bỏ. Thì cuối cùng Việt Nam mình đi mua, ai cũng dành nhau mua hết, thì nó thấy mình dành nhau mua, cuối cùng nó tăng giá. Đó là quy luật, cái đó là một cái điều mình chia sẻ, mình thấy thì mình chia sẻ nha các bạn. Bạn nào tin thì tin, không tin thì cũng không sao nha các bạn. Đó, thì ok, một cái video clip ngắn trong lúc nghe những cái bài nhạc của trung tâm thiếu nga này quá là hay, thì mình chia sẻ nhanh với các bạn như vậy. Rồi ok, hẹn các bạn ở cái video clip tiếp theo. Bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích, các bạn nhớ cho mình một like nha, và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình như để xem nhiều video clip khác trên kênh của mình. Và các bạn đừng quên các bạn Zalo với mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề đó các bạn, để tiện trao đổi về thông tin hàng hóa, các sản phẩm, gửi hình ảnh video clip trên đó nha các bạn. Rồi, rất cảm ơn các bạn.